Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự chỉ đạo phát động thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại buổi lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch, về truyền thống đoàn kết tinh thần yêu nước của dân tộc, về hành động có trách nhiệm của công dân vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động là một chiến sĩ, chủ động nâng cao nhận thức tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K, thực hiện giãn cách xã hội và chiến lược tiêm chủng vaccine. Đồng cam cộng khổ chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp địa phương. Cuộc phát động được triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh